Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì trong những ngày vừa qua thì tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona xuất phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đang diễn biến phức tạp khi mà số ca bệnh liên tục tăng và đã lây lan sang nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng với cả nước thì thành phố Đà Nẵng cũng đã tích cực triển khai các giải pháp để phòng chống dịch và thông tin rộng rãi tình hình đến với người dân thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên thì cũng đã có một số tin đồn thất thiệt khiến người dân hoang mang và lo lắng. Để thông tin cụ thể hơn để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dịch bệnh này cũng như là những giải pháp để phòng chống dịch rút ngắn thời gian nghỉ Tết, ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng kính giới thiệu bà Ngô Thị Kim Biến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Và Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Lần đầu tiên thì xin được cảm ơn cả ba vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Y tế hiện nay trên toàn thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 80 trường hợp tử vong đều tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước tình hình đó, Việt Nam đã chủ động giám sát chặt chẽ tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại Đà Nẵng, ngành y tế đã tiến hành triển khai các giải pháp phòng kiểm soát dịch. Đà Nẵng hiện nay là thị trường du lịch với lượng du khách đến từ Trung Quốc khá cao. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố hiện đã triển khai giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu bằng máy đo thân nhiệt từ xa, lưu ý các hành khách nhập cảnh có tiền sử về từ Trung Quốc. Sau khi có cái thông báo của Cục Y tế Dự phòng và của Tổ chức Y tế Thế giới, thì Sở Y tế cũng đã chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chuẩn bị các cái phương án để đối phó với cái dịch viêm phổi do virus lạ. Thì chúng tôi cũng thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của trên và đã chuẩn bị các cái phương tiện, đặc biệt là đã khởi động lại cái dây chuyền phòng chống dịch truyền nhiễm nhóm A do Sở Y tế ban hành. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp, ngành y tế Đà Nẵng cũng đã khởi động quy trình phòng chống dịch nhóm A. Ngoài việc tăng cường giám sát dịch tại các cửa khẩu, ngành y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát và xử lý bệnh viêm phổi và chuẩn bị nhân lực thiết bị để ứng phó. Khởi động đội ứng phó tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng và các trung tâm y tế quận, huyện. Chỉ đạo cho Bệnh viện Đà Nẵng là thành lập một cái khu điều trị cách ly và điều trị theo dõi cách ly những cái trường hợp đầu tiên có cái triệu chứng viêm phổi lạ, là phối hợp trong cái công tác điều trị cũng như công tác dự phòng và thành lập một cái quy trình mà để tiếp đón thu dung bệnh nhân và một cái luồng riêng, không để là liên quan đến các cái đơn vị điều trị khác. Trước những diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc, hiện nay Bộ Y tế cũng liên tục cập nhật thông tin từ phía Bộ Y tế Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO để theo dõi sát tình hình. Theo thống kê, cả nước hiện có 63 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, bao gồm 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm nCoV, 38 trường hợp tiếp tục theo dõi cách ly. Riêng Đà Nẵng hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta đã nắm được phần nào về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp đang diễn ra tại Trung Quốc cũng như là nhiều quốc gia khác nói chung và tại Việt Nam, Đà Nẵng nói riêng. Và để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa quý vị khách mời, thì có lẽ đối với người dân thành phố Đà Nẵng hiện nay thì thông tin mà họ đang rất là quan tâm đó chính là tình hình của các trường hợp đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng. Xin được dành hỏi đầu tiên cho bà Yến ạ. Thưa bà, thì bà có thể cho quý vị khán giả được biết cụ thể hơn về những trường hợp này hiện nay như thế nào và tình hình dịch bệnh hiện nay của Đà Nẵng thì ra sao ạ, thưa bà? Trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cái buổi tọa đàm hôm nay về cái nội dung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Đối với ngành y tế thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi sau khi nhận được cái văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế
vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi đã xác định đây là một cái bệnh truyền nhiễm nhóm A, là một cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Cái khả năng lây lan cũng như là phát tán rất là nhanh và cái tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Cho nên là chúng tôi đã kích hoạt ngay cái hệ thống phòng chống dịch bệnh từ cái hệ thống y tế dự phòng cũng như là hệ thống điều trị. Và thực hiện theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế thì từ 0 giờ ngày 25 tháng 1, tức là đêm giao thừa, thì chúng tôi đã triển khai ngay cái tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các cái du khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Và đến 8 giờ sáng ngày hôm nay thì ở tại Bệnh viện Đà Nẵng là một cái đơn vị được giao là thu nhận các cái trường hợp mà nghi ngờ có những cái yếu tố liên quan đến cái chủng virus corona, thì chúng tôi có 37 trường hợp đang được theo dõi, cách ly và điều trị tại khoa y học nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng. Và trong 37 trường hợp này thì chỉ có một trường hợp là được ghi nhận từ cái khâu nhập cảnh ở sân bay, còn lại 36 trường hợp là từ ở khách sạn cũng như là từ ở người dân mà được tuyên truyền có những cái dấu hiệu nghi ngờ như là sốt, ho và đặc biệt là có cái yếu tố về dịch tễ, tức là có tiếp xúc với người từ Vũ Hán hoặc là những người Trung Quốc mà gần có cái vùng dịch. Thì trong 37 người này thì có 20 người là người Việt Nam, 14 người là người Trung Quốc, 2 người là Malaysia và 1 người là từ Cộng hòa Séc. Thì tất cả những trường hợp này là những trường hợp là nghi ngờ, tức là có những cái dấu hiệu rất là nhẹ về sốt hoặc ho và có những cái yếu tố về dịch tễ chứ không phải là bệnh nhiễm virus corona. Và với 15 mẫu mà chúng tôi gửi đi xét nghiệm thì hiện nay là với cái kết quả trả lời là 15 mẫu đều âm tính, tức là không bị nhiễm cái chủng mới của virus corona. Và chúng tôi cũng đang tiếp tục gửi 16 mẫu nữa và trong vòng 48 đến 72 giờ thì sẽ có kết quả. Thì với cái việc mà hiện nay thì chúng tôi khẳng định lại là ở thành phố Đà Nẵng chưa có một trường hợp nào bị nhiễm cái chủng mới của virus corona ảnh hưởng đến cái đường hô hấp. Và chúng tôi cũng khẳng định là khi có một trường hợp dương tính thì chúng tôi sẽ thông báo ngay cho các cái cơ quan và đặc biệt là thông báo cho người dân, vì đây là một cái trường hợp nhiễm trùng nhóm A rất là nguy hiểm, nên là phải thông báo để cho người dân cùng phối hợp với ngành y tế chúng tôi trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Và thường xuyên ngành y tế thì hàng ngày chúng tôi cập nhật cái thông tin về cái việc mà bệnh nhân được theo dõi cách ly ở bệnh viện ở trên cái cổng website của Sở Y tế, và cũng sau 8 giờ hàng ngày thì cái thông tin đó sẽ được công khai. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bà Yến vừa với chia sẻ. Như chúng ta cũng được biết đó là thời gian gần đây thì lượng du khách đến với thành phố Đà Nẵng thì ngày một đông hơn, đặc biệt là du khách quốc tế. Xin bà Hạnh có thể cho biết là với cái dịch bệnh viêm phổi cấp hiện nay thì đã ảnh hưởng như thế nào đến với tình hình du lịch của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán này ạ? Cập nhật những thông tin từ sân bay quốc tế Đà Nẵng thì chúng tôi được biết là hiện nay 166 khách đến từ Vũ Hán đã trở về nước, và cũng từ ngày hôm qua và trong ngày hôm qua thì các công ty lữ hành cũng đã tạm dừng đón khách Trung Quốc đến Đà Nẵng. Và trong dịp Tết Nguyên Đán gần tới vừa rồi thì lượng khách tham quan du lịch đến với Đà Nẵng ước đạt là 335.000 lượt, tăng nhẹ khoảng 2%. Tuy nhiên thì cái lượng khách lưu trú đã giảm từ 15 đến 20% do cái tâm lý là lo ngại dịch bệnh và cái việc tạm dừng một số đường bay quốc tế. Xin được cảm ơn bà Hạnh với những chia sẻ vừa rồi. Và cũng liên quan đến dịch bệnh thì hiện nay thì đối với công tác mà quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng, nhất là từ những cái quốc gia mà đang có dịch thì được thực hiện như thế nào ạ? Thưa đại tá Trần Đình Liên ạ. Về công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thì trong thời gian qua công an thành phố cũng đã phối hợp tốt với các cái sở ban ngành, ủy ban các quận huyện, quản lý rất là chặt người nước ngoài cư trú ở địa bàn. Cụ thể là công an thành phố cũng đã tham mưu cho thành ủy, ủy ban thành phố chỉ đạo các sở ban ngành, rồi công an thành phố chỉ đạo cho công an các quận huyện tham mưu cho chỉ đạo cho công an các quận huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân quận huyện phối hợp vào cuộc để mà kiểm tra xử lý cái vi phạm của người nước ngoài trên địa bàn, rồi tăng cường công tác tuyên truyền
đến với các cái tổ dân phố, khu dân cư để mà kiểm tra về cái vi phạm pháp luật của đối với cái vấn đề hoạt động cư trú cũng như hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn. Thì tính đến ngày hôm nay 28 tháng 1 thì lượng người nước ngoài cư trú trên địa bàn khoảng là 40.000 người, giảm 3.000 người so với ngày hôm qua, ngày 27 tháng 1 năm 2020. Thì từ khi mà có cái tình hình dịch bệnh đến nay thì công an thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan về quản lý đường không, đường thủy, đường bộ, nhằm là tăng cường cái công tác quản lý người nước ngoài vào địa bàn được chặt chẽ hơn. Xin được cảm ơn ông ạ. Như vậy thì qua những thông tin của các vị khách mời vừa mới chia sẻ đến cho chương trình thì đến nay thì tại địa bàn của thành phố Đà Nẵng chúng ta thì vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp như một số tin đồn mà thất thiệt trong cái thời gian vừa qua. Và thưa quý vị ạ, vào chiều ngày hôm qua thì tức là ngày mùng 3 Tết thì chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân. Thủ tướng yêu cầu chống dịch như chống giặc. Các bộ ngành địa phương thì không được chủ quan, không để dịch lây lan, hệ thống chính trị thì phải vào cuộc, nhất là các ngành chức năng của đặc biệt là tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Không lơ là chủ quan, hiện nay thì lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thì cũng đã rất là tập trung trong công tác trong cái việc mà chúng ta quyết liệt cùng với các ngành chức năng, các địa phương cũng đã triển khai rất là nghiêm túc ở cái việc mà chúng ta triển khai những cái giải pháp về việc mà phòng chống dịch với tinh thần là hết sức cảnh giác, chặt chẽ, không chủ quan, làm tốt, làm nghiêm ngay từ đầu. Chúng tôi cũng xin được hỏi bà Kim Yến là hiện nay thì với ngành y tế thì chúng ta đã có những cái phương án ứng phó với dịch bệnh này như thế nào thưa bà? Trước cái tình hình diễn biến của dịch bệnh rất là phức tạp thì đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta thì có sân bay quốc tế, có cảng biển và đặc biệt là cái vị trí của chúng ta là cái nơi mà giao thương rất là nhiều và cái lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng cũng rất là đông. Và cái điều đó thì nó cũng sẽ tạo những cái khó khăn lớn trong cái công tác phòng chống dịch, thì cái việc mà dịch lây lan trong cộng đồng sẽ là rất là khó. Thì xác định với cái mục tiêu, với cái tình hình như vậy và đặc biệt đối với cái virus corona này thì là một, chúng ta cũng chưa có cái thuốc mà điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine để phòng bệnh, và đặc biệt là cái thời gian ủ bệnh nó kéo dài là 14 ngày. Thì ngành y tế của chúng tôi xác định và đặc biệt là với cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì mục tiêu rõ ràng trong cái công tác phòng chống dịch này là làm thế nào để mà phát hiện sớm cái ca bệnh đầu tiên chúng ta để tránh cái trường hợp lây lan ra cộng đồng, và cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm cái số mắc của bệnh nhân, và cái quan trọng nữa là mà cái tử vong là một cái mà ngành y tế đã xác định cái mục tiêu. Thì để làm được điều đó thì chúng tôi đã và sẽ tiếp tục triển khai các cái nội dung. Cái thứ nhất là vẫn giám sát chặt chẽ ở các cái cửa khẩu, ở sân bay cũng như là cảng biển bằng cái máy đo thân nhiệt. Cái thứ hai nữa là phối hợp với ngành du lịch tuyên truyền ở các khách sạn thì những người du khách mà có những cái dấu hiệu đến từ cái vùng dịch, sốt, ho thì phải đến ngay cơ sở y tế. Và cái thứ ba nữa là giám sát tại cộng đồng, thì trong ở các cái cơ sở y tế thì cũng được với cái tinh thần là cảnh giác, và đối với những cái trường hợp bệnh nhân có những cái dấu hiệu về viêm lam đường hô hấp trên hoặc là có những cái yếu tố về dịch tễ thì sẽ được khám cách ly. Và chúng tôi giao hiện nay thì giao cho Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản Nhi là hai cái đơn vị là sẽ tiếp nhận trong cái việc theo dõi cách ly và điều trị những cái bệnh nhân mà chúng ta có nghi ngờ về cái việc nhiễm chủng mới của corona. Và đối với cái ngoài ra thì là đối với công tác điều trị thì chúng tôi thu dung điều trị thì chúng tôi thành lập các cái đội ứng phó nhanh về công tác dự phòng cũng như là các ứng phó về điều trị để mà kịp thời trong công tác phối hợp. Nhưng mà cái quan trọng cũng không kém phần quan trọng đó là cái việc mà chuẩn bị các cái hậu cần trong công tác phòng chiến dịch, đó là các cái phương tiện bảo hộ và các cái trang thiết bị. Thì hôm qua thì lãnh đạo thành phố đã quyết định là sẽ đầu tư ít nhất là 20 tỷ cho ngành y tế để mà kịp thời mua sắm bổ sung một số các cái trang thiết bị để phục vụ cho công tác điều trị của bệnh nhân cũng như là cung cấp và đầy đủ các cái phương tiện bảo hộ cũng như là thuốc sát khuẩn, diệt khuẩn và điều trị cho bệnh nhân. Thì
Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ngay một cái bệnh viện là bệnh viện phổi với đầy đủ các cái yếu tố trong cái rất tốt cho công tác cách ly với quy mô là 100 giường và nhưng có thể kê 140 giường để mà phục vụ trong khi mà số lượng bệnh nhân lớn. Và ngoài ra thì cái địa điểm này cũng rất là thuận lợi để mà có thể triển khai thêm một cái mô hình bệnh viện dã chiến nếu mà chúng ta có những cái khi mà chúng ta cần để mà triển khai. Thì có thể nói rằng là đối với ngành y tế thì các cái công tác chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch thì cũng đã được lãnh đạo thành phố, được Bộ Y tế rất là quan tâm và đã triển khai kịp thời, và chúng tôi sẵn sàng tất cả các nhân viên y tế với một cái hệ thống y tế của thành phố Đà Nẵng gần một cái quy mô là gần 10.000 giường và quy mô là nếu như tập hợp hết là quy mô 10.000 nhân viên y tế thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ đủ để mà có thể đáp ứng được cái công tác phòng chống dịch trong cái thời gian sắp đến. Và chúng tôi cũng rất là mong bà con là mặc dù là ngành y tế chúng tôi cũng đã triển khai rất là quyết liệt và như là chị nói là nghiêm túc ngay từ đầu, thì nhưng mà rất là mong bà con chúng ta là không có nên lo lắng quá và hoang mang, thì chính cái điều đó cũng là những cái điều bất lợi cho cái việc phối hợp giữa ngành y tế chúng tôi đối với công tác phòng chống dịch. Xin được cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị khách mời, thì tại các cuộc họp mà về phòng chống dịch do virus corona vào chiều qua thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo là yêu cầu các công ty về lữ hành rồi các hãng hàng không thì chúng ta không đưa đón những du khách mà từ ở những cái vùng mà có dịch. Vậy thì về phía ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng thì đã triển khai các giải pháp cụ thể như thế nào ạ? Xin bà Hạnh có thể thông tin rõ hơn về điều này ạ. Thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố thì Sở Du lịch cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp quyết liệt ngay từ đầu cùng phối hợp với các ngành liên quan để chúng tôi cung cấp thông tin kịp thời về dịch bệnh cũng như là phổ biến các cái hướng dẫn, các cái biện pháp phòng tránh để cho nhân viên của các phục vụ của các khách sạn cũng như là các cái cơ sở phục vụ du lịch. Đồng thời chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về đường dây nóng, cũng đề nghị các cái cơ sở kinh doanh du lịch cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin chính thống để chúng ta có cái thông tin chính thức cũng như toàn cảnh về cái tình hình dịch bệnh để có các cái biện pháp phòng tránh cũng như xử lý kịp thời. Đồng thời thì cũng Sở Du lịch cũng trong thời gian ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có ngay công văn khẩn gửi các công ty lữ hành đề nghị tạm dừng cái việc đưa khách du lịch Đà Nẵng, khách du lịch Việt Nam đến các vùng dịch cũng như tạm dừng cái việc đón khách du lịch từ các vùng dịch đến với Đà Nẵng. Và nhân đây thì tôi cũng đề nghị là các doanh nghiệp du lịch, các khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chúng ta hãy thực hiện cái không phân biệt đối xử với các quốc tịch khách du lịch và có những cái hành vi ứng xử văn minh. Toàn ngành du lịch chúng ta cũng đề nghị là cũng phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành cũng như người dân thành phố, chúng ta hãy nỗ lực xây dựng và giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn và thân thiện trong mắt du khách. Và trong thời gian tới thì Sở Du lịch sẽ có nhiều biện pháp tích cực để triển khai đa dạng hóa thị trường, xúc tiến tìm kiếm những thị trường du lịch mới nhằm bù đắp vào sự thiếu hụt, sụt giảm khách do cái bệnh dịch và việc tạm dừng một số đường bay. Và chúng tôi cũng đã có kế hoạch phối hợp với các hãng hàng không, các công ty du lịch để chúng tôi xúc tiến mạnh mẽ tìm kiếm vào những thị trường tiềm năng như là thị trường Nga, thị trường Ấn Độ, thị trường Nhật Bản, Hồng Kông, Bắc Mỹ và châu Âu. Và chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái biện pháp tuyên truyền quảng bá hình ảnh điểm đến ra các thị trường. Và thành Sở Du lịch trong thời gian tới cũng sẽ tích cực tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan và sẽ cùng thành phố Đà Nẵng quyết tâm bảo vệ điểm đến Đà Nẵng an toàn với du khách, với người dân và với toàn thể đội ngũ nhân viên phục vụ ngành du lịch. Xin cảm ơn bà Hạnh với những chia sẻ vừa rồi. Và đó là những vấn đề mà ngành du lịch cũng đã nêu ra rõ. Vậy thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thì về phía lực lượng công an của thành phố Đà Nẵng thì chúng ta đã triển khai những cái giải pháp gì để mà đồng hành cùng với các ban ngành của thành phố Đà Nẵng trong công tác mà phòng chống dịch hiện nay ạ, thưa ông? Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an cũng như của Ủy ban Nhân dân thành phố thì công an thành phố cũng đã đề ra nhiều cái biện pháp
để mà phòng chính chống cái dịch bệnh do chủng virus corona gây ra. Cụ thể là công an thành phố cũng đã phối hợp với các lực lượng của Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, rồi Bộ đội Biên phòng, rồi Sở Y tế, Hải quan giám sát chặt chẽ ngay từ đầu mà du khách khi nhập cảnh vào thành phố và phát hiện những cái trường hợp nghi nhiễm thì có thể là cách ly. Đối với cán bộ chiến sĩ công an thành phố thì công an thành phố cũng đã chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền cùng với nhân dân thực hiện về công tác phòng chống dịch bệnh virus chủng corona này. Cái việc nữa là công an thành phố cũng đã hướng dẫn nhân dân là sẵn sàng là tham gia phòng chống dịch bệnh, đảm bảo về cái dập tắt dịch rồi giữ vững an ninh chính trị cũng như là đảm bảo cái an toàn xã hội khi mà có tình huống xấu xảy ra. Như chúng ta được biết thì mới đây thì vào ngày mùng 2 Tết thì trong một cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã yêu cầu Bộ Công an tức là chúng ta theo dõi đề phòng khi mà có những cái đối tượng mà tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh thì phải ngăn chặn ngay, bởi vì như chúng ta đã biết thì đây là một trong những cái hành động mà gây hoang mang, nguy hại, vì vậy mà cần phải xử lý nghiêm. Vậy về vấn đề này thì ý kiến của ông như thế nào ạ, thưa ông Trần? Trong thời gian gần đây thì cái việc tung tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận đã trở thành vấn nạn. Thế trong cuộc họp vào chiều ngày mùng 2 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã chỉ đạo, đặc biệt lưu ý là đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần bị lên án và xử lý nghiêm. Thế thì đối với theo quy định của pháp luật thì những cái hành vi mà chia sẻ các thông tin không đúng sự thật gây ra cái hậu quả xấu thì có thể bị phạt vi phạm hành chính, thậm chí là xử lý hình sự. Như vậy thì ông có những khuyến cáo gì dành cho người dân không ạ? Nhằm thực hiện đúng cái thông tin về cái của dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra thì cũng như tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố thì công an thành phố khuyến cáo người dân là một số nội dung sau, đó là nên là tiếp cận cái thông tin chính thống từ báo chí, từ các cái cổng thông tin điện tử của các bộ ban ngành rồi ủy ban nhân dân các cấp. Thứ hai nữa là không chia sẻ thông tin không chính thống gây hoang mang dư luận, có thể vi phạm pháp luật. Cái thứ ba là bên cạnh đó thì đề nghị người dân là cung cấp thông tin về những người có hành vi tạo dựng lan truyền thông tin không đúng sự thật để mà cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi từ Đại tá Trần Đình Liên. Và chúng tôi cũng xin được trao đổi tiếp với bà Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Thưa bà thì, như vậy thì trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh này thì về phía ngành y tế của chúng ta thì đã có những cái khuyến cáo gì với người dân về các cái biện pháp để mà chúng ta có thể phòng chống dịch hiệu quả? Với cái tình hình đặc điểm của cái viêm phổi cấp do cái chủng mới của coronavirus thì đây là một cái dạng tác nhân là virus thì nó cũng có những cái dấu hiệu triệu chứng giống như là một cái cúm mùa, tức là khi mà nhiễm bệnh chúng ta sẽ có những cái có thể là chảy mũi nước, đau họng, ho và có thể là sốt. Thì để mà phòng tránh được cái bệnh này thì chúng tôi khuyến cáo người dân là trong cái hiện nay thì chúng ta tránh tiếp xúc với những cái người mà có những cái dấu hiệu ho và sốt, tức là tiếp xúc gần, và nếu như cần thiết phải tiếp xúc thì chúng ta nên đeo khẩu trang đúng cách và nên tối thiểu là cách 2 mét để mà giảm cái khả năng lây lan của bệnh. Và một trong những cái về là virus cho nên là chúng ta phải tăng cường cái sức đề kháng là bằng cái chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi cũng như là môi trường thông thoáng, thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái việc lây lan của bệnh. Và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đây là một cái việc mà không những là chỉ phòng được cúm này mà còn phòng tránh được rất là nhiều bệnh. Và chỉ sử dụng đặc biệt là với cái việc lây lan của virus này thì nó đang có cái liên quan đến cái vật hoang dã, thì chúng ta cũng phải đảm bảo thực hiện là ăn chín uống sôi và các thực phẩm là đảm bảo cái vệ sinh. Và khi mà có cái dấu hiệu về sốt ho thì chủ động đến ngay cơ sở y tế để mà được tư vấn, được khám
đảm bảo, và nếu những trường hợp cần thiết thì ngành y tế sẽ cho theo dõi và cách ly bệnh. Và nếu như những người mà có những cái dấu hiệu về sốt ho thì cũng nên hạn chế đi du lịch cũng như là hạn chế đến những cái đám đông. Thì với rất là nhiều các cái giải pháp, và đặc biệt là cái chung là phòng tránh các cái bệnh mà do virus, thì cái virus chủng corona này nó cũng là một cái, chúng tôi khuyến cáo cái tình hình như vậy để cho người dân được biết và nhằm tránh được cái việc lây lan đáng tiếc xảy ra. Xin được cảm ơn, và cũng như là xin được cảm ơn quý vị khách mời với những cái thông tin và rất là thẳng thắn và kịp thời vừa rồi để gửi đến cho quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn ạ, mặc dù thì dịch viêm phổi cấp thì đang diễn biến phức tạp, song thì người dân cũng không nên quá lo lắng. Hiện nay thì lãnh đạo thành phố cũng như là các ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các giải pháp để mà cùng nhau phòng chống dịch. Cùng với nỗ lực của các ngành chức năng thì mỗi người dân chúng ta cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống cho chính bản thân cũng như cho chính gia đình của mình. Các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh sẽ được thành phố Đà Nẵng công khai, minh bạch để người dân được biết. Thành phố Đà Nẵng cũng đã cử đầu mối phát ngôn chính thức cung cấp thông tin về phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona mới, gồm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh là chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố qua số điện thoại 0914055079, và bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng là Phó Giám đốc Sở Y tế theo số điện thoại là 0905141567. Với chúng tôi cũng xin được nhắc lại về việc thành phố Đà Nẵng cử đầu mối phát ngôn chính thức cung cấp thông tin về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới, gồm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh là chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng theo số điện thoại 0914055079. Và bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng là Phó Giám đốc Sở Y tế theo số điện thoại 0905141567. Thưa quý vị, phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona, Việt Nam thì luôn ở mức cao hơn so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và với tinh thần đó, thì chúng ta tin tưởng rằng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona sẽ sớm được khống chế và đẩy lùi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.